sấy tóc hay sấy thuốc chú. Nóng hay mùa lạnh? Ở hay nóng, nóng anh. Để cho nó cái tay của mình nó hết sạch sẽ không ta. À. Nóng á, để cho nóng á, nóng rồi để cái quạt nó dưới chút xíu thôi. Dạ. Chưa. Đấy, quay cho mọi người thấy nha, sau khi mà bên hoàn đơn người ta làm hoàn viên cho mình đúng chú bác, xong rồi về mà chú bác còn phải sấy lại lần này để cho phòng cái việc mà nó bị ẩm mốc hay là bị sao chú bác, để cái tay người ta rờ vô à, rồi có hiểu, hoặc là mồ hôi người ta lướt vô đó mình sợ lúc người ta đóng hàng cho mình đúng không. Dạ. Ta hốt cái tay vô giờ nó không kỹ giống như mình đâu. Nó hỏi nó rồi với mình hỏi là cái bụi trận nữa. Dạ. Con để ý thấy là có ba loại màu khác nhau chú bác ha, tức là cái ngải rồi. Dạ. To này rồi to kia, ba bốn to mà vô thì chưa chắc cái to này của ngải mà thắng. Dạ. Cái u được chưa chắc này thắng. Đây quay cho mọi người xem này, đây là thuốc bắc nha, một sổ thuốc bắc này. Ủa, trong này thì có rồi, rất là nhiều loại luôn, 46 vị chú bác. 46 47 vị. Lê Nguyễn thì không biết được hết được, chỉ biết mỗi củ này là củ Hoài Sơn này, cái này Đỗ Trọng này, rồi cái này là cây hoa gạo quê con này chú bác nhỉ? Hoa gạo rồi mặt mình hoa, rồi có cây hoa sữa nữa. Dạ. Tam thất nữa, Hoài Sơn, Thục Địa, Câu Kỷ Tử, Hồng Phong, Độc Quạt, Hương Quạt, cả thuốc mắc tiền không, nó còn có nhũ hương, bạch hương, nhũ hương, đứng ra nó có sợ nữa. Rồi có sâm nữa. Nó phải lẳng sâm. Dạ. Nhưng mà có sâm Mỹ. Đổ trọng nó phải biết xài đồ Đông Nam mới tốt hơn là đổ trọng cái da rắn. Ồ vậy à. Rồi đó bằng dây, rồi nó có quỳnh kỳ, quỳnh liên, quỳnh bá. Nó nằm ở trong cái gáo vàng, nó bởi chị gan, chị khớp người ta. Ngoài ra nó khớp, nó còn chữa những cái khối u đã trọng, cẳng xăm, Hoài Sơn, Phục Địa nó cũng là chữa được rồi. Nó còn nhiều lắm, nó còn đi dây vô nhiều lắm. Nhưng mà hương quạt, độc quạt, tâm thất là ba nó dị chính, út kim đồ, kháng viêm nó còn nhiều cái lắm, không phải vậy đâu. Đó là chưa kể vào bên này là một cái rổ nghệ này. Một rổ, nghệ, rổ, vâng. Tất cả lộ ngải, nhưng mà có bốn lộ ngải chú bác không nói ra để mấy người nó thảo phồng. Dạ. Người điên làm gì, nè người đen này cũng hơi đen rồi. Điên cái gì đó, người đen chị đại tràng bao tử viêm rất dạ dày, nó phải như thế đấy mọi chàng, người nhưng mà nó rất hợp hai này, tiểu đường hay đó. Dạ. Con thấy rất nhiều người sử dụng của mình ấy, và có phản ánh lại là nó giảm cái chỉ số luôn. Dạ. Nhưng mà cách 2 tiếng đồng hồ uống thuốc bắc mình chứ chú bác không bác bỏ, nhưng mà nó đi sâu vào cái của anh đang hay lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy trời ơi, tưng là hơn những gì nữa, không phải là đơn giản đâu. Vậy mà có nhiều anh chị và đang rộ lên trên mà mạng mà rồi uống chỉ cây ngải chống độc hoặc ngải đen, hay là uống cái củ giấy. Ở đây là củ giấy của chú bác này. Trong cái thành phần cái toa thuốc này nó có một chút giấy nha mọi người. Giấy nhưng mà sao bạn hạ hạ thổ. Vậy mà người ta bảo rằng uống củ tươi mới độc cái hoa đu đủ không mà hết bé. Không có, nó lấy lá đu đủ bữa tụ cá làm ba chứ. Cái lá đu đủ chứ phải nó lấy được qua đu đủ là nhiều, 450.000 ký đấy. Chứ không phải sao bạn hạ thổ. Và phải kết hợp nhiều loại nhiều nữa lắm, chứ không thể là độc có mỗi có hai cái thành phần ấy thôi mà có thể thần thánh nó thành thần dược được. Ví dụ như mình làm vua. Được. Mình có ông quan võ và ông quan quan văn. Ông văn thì giỏi, nhưng mà trong cái ông văn như vậy là có những người văn để hỗ trợ cái ông quan võ. Ngoài ông quan võ thì nó còn tổ trưởng rồi những ông này ông nọ phụ giúp, chẳng hạn như ông vua ông Trung, dưới tay ông còn biết bao nhiêu người giỏi, một mình ông quýnh sao lại. Nó phải thần tướng tá sứ trong đó, chứ đâu phải dây canh cơ. Một cái là gọi thuốc là phải hiểu, một cây làm chẳng nên non, 3.000 cây chụm lại nên với hòn núi cao, nói vậy cho dễ hiểu. Có nhiều người trong học thuốc không hiểu, cứ đem ra 12 vị, 14 vị khè ra cái bài đó. Ông A ông cho chú bá là 12 vị, ông B cho chú bá 18 vị, ông C cũng cho chú bá 20 vị, rồi ông AZ cho gì thì nó cũng trùng trùng với nhau, nhưng mà nó khác chừng ở dưới chừng 2-3 vị. Lấy mẹ nó hết mấy ông đó rồi cái nào trùng trục ra. Rồi cái mình mới biết đó là thường thường đó, cái dạ dày nó sẽ đi kiểu nào, đại tràng nào, thì cái quyệt đó, quyệt mạch môn hay là quyệt kim khê hoặc gì đó, thì mình để cái thuốc ngay cho đó nhiều hơn. Như chẳng hạn như chú bá chỉ dầm thần, sau này chú bị thôi quá lấy những các ngải đó dùng cái giường mình về ha, đúng không? Dạ.
vườn tre ở đây chú bác để cái lửa than ở dưới, ở trên chú bác sắp đốt đốt cái lửa than, cái than rưng 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 lên thì nó sẽ từ lò ngải rút, thì lúc đó cái quyển nằm chỗ nào thì ở đây chú lấy cái thuốc, chị ngồi dậy chị uống em 10 viên thuốc đưa nước uống, thì cái thuốc nó bước chạy thì giữa này nó hai tiếp giác nó gọi là nhâm thần, hiểu không? Ví dụ như chú bác đánh địch thủ đánh ngay trái tim nó, thì bây giờ nó dính với tim chú bác sẽ bôi thuốc và cho uống thuốc, thì khi mà nó đang uống thuốc đó mình mới lấy cái xác thuốc đó mình xào cái mà mình đắp vô trái tim nó, rồi cho nó cầm cái thuốc đó, nó uống vô thì nó sẽ chạy, nó gọi là nhâm thần. Có người không hiểu nhâm thần của nó, thế là mình xào nóng mình lấy cái tô thuốc rồi, chứ khi tới mày muốn về mày nấu cãi mày tao không biết, nhưng hôm nay tới là tao nấu cho mày 4 chén còn chén đó, rồi 3 chén còn chén đó, xong rồi để đây rồi còn cái xác lại đây tao bữa xào trên chảo, xào bổ lộ xào chảo nóng đó, tao bữa bỏ cái vị nào với chẳng hạn như cái bỏ cái địa long vô tao cũng trùng á, là tao đưa mày uống là cái tay mày thấy bệnh ngay ngay cái trái tim, thì gọi là quyệt nhâm thần, chữa chặt đã là gọi như vậy, không phải chữa thời này đâu, giải cho gì đâu, cái gươm nó bẻ này rớt uống nó biết mệt luôn. Chữa kiểu Mỹ kiểu Mỹ khóp ghê quá. Việt Nam mình cũng hay, Việt Nam mình thời ngày xưa là vua Quang Trung rồi tất cả Lê Lai rồi Tần người Hán người ta có dạy học trò hết trơn rồi, có đâu còn lao dạy giờ dạy kỳ dạy bẻ cổ được không, gãy mẹ là khổ hết trơn rồi. Bây giờ lại ấy chú bác lại phải quạt quạt cho nó giảm cho nó khô đó, cho nó đẻ rồi bắt đầu để nó sấp. Chia sẻ mọi người nhé, chú bá là mang cái thành phẩm như vậy này, sau khi mà chú bá là mình gọi là gì chú bá nhỉ, cái công đoạn mình mua thảo dược về xong rồi mình sơ chế đúng không? Dạ rồi sơ chế phơi khô bắn đèn tia laser, dạ đó, sau đó nghiền ra thành bột này, sau đó chú bá đưa cho cái đơn vị mà làm hoàn viên hoàn viên xong rồi về phải sấy rồi phơi bạc khô rồi ta nữa, rồi đổ mồ hôi mình lấy 20 cái đó ra em ra ngoài ngoài sau á, em để quạt em làm đi, em từ từ bình tĩnh em đi, nó vô được rồi đó, em vừa để quạt em làm. Chia sẻ mọi người nhé, cái này là ngoài trừ mà hỗ trợ liên quan đau dạ dày, viêm loét dạ dày này, viêm đại tràng thì nó hỗ trợ cả thoái hóa khớp này, đau nhức xương khớp, và đặc biệt là ăn ngon ngủ tốt nữa, hay không mọi người? Cái viêm dạng khớp là người ta bị đau khớp tay chân tay bệ chân đau, nó gọi là viêm khớp dạng thấp. Dạ. Chứ còn thoái hóa cổ nó khớp là cái chuyện đó, để sau này để chú báo tính cho. Rồi sau này chú báo dựng lại nhà, rồi sau đó mua máy móc và lúc ấy làm nó bài bản hơn về liên quan đến xương khớp nha mọi người. Làm được. Đó, phải đi vào một cái khúc xác nữa rồi. Ồ, ngãi hay không ngãi, trời, cái chồng hết trơn rồi. Dạ. Nhiều đứa chồng hết trơn rồi, nó biết đó là chồng, tao nói muốn mày bán là tao mày mệt quá. Chồng biết bao nhiêu năm nó mới thu được. Không có, 3 ngày em đắp lương rồi, chỉ 5 sáu tháng. Dạ. 5 tháng đắp lương rồi, siết hết được. À, loại đó thì con hiểu. Ồ, còn mấy loại mà cái này mới quan trọng. Và loại là tinh chất đấy thì phải già, đến độ tuổi mới thu hoạch được. Nếu cái loại nào trên nếu mà loại 2 năm, 3 năm cũng tốt. Năm cũng được, nhưng mà năm nó dở hơn 2 năm. Nó rụng rồi, nó mọc lên, nó rụng rồi mọc. Đúng rồi, nó có mắt, nhiều mắt á ha. Chia sẻ mọi người cái này thì nhà mình uống thì ngày uống 2 lần sau ăn nha, từ 6 đến 8 viên, và cũng có thể điều chỉnh ra giảm lên 15 viên nha mọi người, 15-20 tùy theo. Đúng tối rồi. Uống nhiều chút dụ rồi sáng 5 viên, chiều sáng 10 viên, trưa 10 viên, có thể tối 10 viên, mà cảm thấy mà không buồn ngủ si dê thì mình tăng thêm tăng lúc đêm á, còn ban ngày tăng nó buồn ngủ, còn nếu buồn ngủ thì có thể 8 viên buổi sáng, 8 sau khi ăn 8 viên buổi trưa, tối thì mình ngủ mà mình sợ tăng đại nó 12 viên, nhưng mà nhớ đóng cửa, khóa cửa coi chừng ăn trộm, nó ngủ dữ lắm. Trời ơi, chứ ngủ quá nó vô nó lấy xe. Dạ. Đặc biệt là với một số anh chị em mà bị viêm khớp, viêm khớp dạng thấp á. Dạ. Viêm khớp dạng thấp đó là giống như bệnh gút, nó đau ở đây nè. Đau khớp những tay chân mấy này nó đau, những khớp gọi là viêm khớp dạng thấp thì cái đó hết. Dạ. Còn thối quá cổ, thối điểm. Đầu gối có thể hết. Dạ. Đầu gối thì có thể hết, nhưng mà cái này cái lưng này phải chờ vô quá. Đó vừa xả vô cái khớp là chứ phải làm cái khác. Ở đâu có làm quá gần 2 tháng chờ hết.
Nhưng mà có một cái cơ chế đấy là với những người mà liên quan đến bị xương khớp rồi á, thì khi uống tầm 3 ngày thì họ sẽ mệt mỏi và bại hoại giống như bị COVID. 3 ngày đầu đổ mồ hôi giống như bác. Dạ. 7 ngày sau trong cái ngày bắt đầu nó bẻ xương làm gì nó ê đó. Dạ. Nhưng mà tối mình uống nhiều cho nó ngủ. Chứ nó bẻ xương nhất mình. Nó bẻ, cùng nhận cái thuốc này nó bẻ. Nó nhờ ngã. Dạ. Bẻ. Nhưng mà cái người mà ăn được ngủ được anh thua mình, bớt lại ngủ quá thì bớt lại, ăn được thì mình ăn bớt lại, với mình ăn vô hai chén ăn chén thôi. Dạ. Lửa bà nó hỏi được cục thịt bị lớn thì xong phình bụng, nhưng mà nó ăn được, nhưng mà nó không có bụng to nữa. Dạ. Chứ có thuốc sổ mình, nhưng nó được cái dạng là cho người nào dễ sổ thì nó hay lắm, còn khó sổ thì uống cái thể độc phải uống giải độc gan. Ừ, rồi hay độc chứ. Dạ. Như mọi người hiểu chú bá diễn giải không, tức là cứ uống bình thường, cái này ngày uống 2 lần, nhưng mà khi nào ba lần cũng được, bị táo bón và bị nóng ấy thì mới cần đến giải độc gan để cho nó cân bằng lại cơ thể. Nhưng mà vừa rồi chú bá đang nói dở một cái thì Lê Nguyễn xin phép được diễn giải thêm cho mọi người hiểu nha. Tức là với những người mà anh chị em nào bị xương khớp như mình vừa nhắc ấy, thì 3 ngày đến 5 ngày sau uống xong nó người có thể mệt mỏi và nó oải oải giống như bị COVID ấy, nhưng mà hết một tuần ấy thì nó hết đau chú bá ha. Cái đầu gối với dạng thấp á, dạng như là mấy ngón tay họ đau khớp, nó gọi là viêm khớp dạng thấp vậy đó hết. Dạ. Còn cái mà thoái quá cổ, thoái quá đốt xương sống là phải chờ cho nó qua năm sau là biết rồi. Chắc ngại đó, cái khâu về hết rồi ngừng ngại tươi rồi mới làm đây là bữa được, chứ không phải muốn làm được. Đắp rồi phải. Dạ. Phải làm lửa than, mua lò lửa than với thạch khẩu để bụi khó nó ra rồi bụi hết được đó, nhưng mà xả ra nguyên cục nè, nó để hết luôn. Dạ. Lộ tay luôn lúc đó nó bị đó. Cũng có ở rất nhà, nhiều ạ. Rồi tập nè, ở nhà có tập xà đơn, chưa làm đấy sao mà dễ đó. Chú bá để cái rổ này vào, nhớ còn dẫm vào cái rổ này mất này. Dẫm rổ gì, tại mày khùng mà vậy, chứ bị tao bị mà. Chia sẻ mọi người nha, có rất nhiều anh chị em hay hỏi là cái sản phẩm này của chú cháu mình có giấy phép không, thì chia sẻ mọi người như này, hiện tại thì chú cháu mình ấy thì nó cũng chưa đầy đủ về mặt pháp lý để đưa ra thị trường, nhưng mà cũng làm những cái xét nghiệm, những cái tiêu chuẩn về chất lượng gửi tới tất cả anh chị em nhà mình nha. Rồi còn thêm nữa thì có chia sẻ mọi người cái sản phẩm này thì chú bá nghiên cứu rất là lâu rồi, nhưng mà mới đưa ra thị trường, còn lại cái giải độc gan này đưa ra rất là lâu rồi. Còn đây cho mọi người xem chú bá. Mình xét nghiệm cái này. Dạ. Chú bá nói thật, tức là ở ngoài Canada tất cả toàn bộ đặt cho chú bá gửi đi nước ngoài, nó phải gửi nước ngoài, còn cái này chú chia sẻ. Dạ. Tức là nước ngoài nó dễ lắm, thuốc này vô giấy phép này, nó dòm những cái hũ này không có chất cấm xì ke ma tí là cho vô. Dạ. Nếu mình nói giấy phép mà đàng hoàng thì tụi em không mua nổi thuốc này đâu. Nó lên tới gần 800 triệu rồi một hũ này. Đúng rồi. Nếu mà qua lớp, nơi đây chú Á đó chấm công khai chú chia sẻ. Thích thì uống, thích thôi. Dạ. Chú Á không có để vô tiệm thuốc bắc, để vô tay, để vô bắc vô tay là phải đủ hết. Chất lượng được, có những cái giấy phép bản quyền nữa, dán bản quyền nữa. Dạ. Là tụi em nghèo, tụi em chết. Trung bình tính ra uống cái giải độc gan này của mình chỉ có 2.000 một lần ha. 1.000 bạc. Dạ. Còn nếu mà để vô mà nó mà động đãi rồi mà xin ghế ông hoàng, xin lỗi ngủ 800.000 triệu. Với lại uống bằng tiền nha, đâu phải uống bằng thuốc. Với lại mọi người thông cảm nha. Cái tư duy của chú bá là chú bá cũng là một người xưa, là ông cứ thích là kiểu như là làm đơn giản, gọn gọn trong gia đình thôi. Và cũng có thể là ông bá cũng sợ lộ mất bí quyết của ông. Nhớ là mình chỉ nó người ta mua này thiếu gì. Nè, gọi là cây thầu dầu, cao thầu dầu, dạ. Chét tử cung cho chị rồi, tôi kêu lấy thuốc uống vô rồi nấu thêm cho có chị nào mà bị đồ tử cung mà nấu nước của lá lớp á, nấu sôi lên rồi rửa sạch nấu sôi cái lá lớp rồi đổ vô thau, pha nước ấm rồi tuột quần ngâm. Đó, rồi lấy cao thầu dầu nè, cao dầu giờ nó bán cũng rẻ rồi, mua 3 hộp rồi có 300 ngàn miễn ship. Cứ rửa ai bị chỉ với lò thứ cung mà rửa sạch chết ngày 3 lần. Trong đây nó có nói tại chú bác mua cho người ta hết rồi, chú bác mua giùm. Chứ sao hôm nay con nghe chú bác bảo chú bác tính là chú bác làm cái cao nhiều mắt. Bác tính ra thì nó mệt quá ăn hết. Còn cái này thôi không có nhà nước nào cả hết cả. Không phải, cái điện điện mày lên ăn hết mẹ nó, tụi tao ăn. Vâng. Điện hai chồng tôi mới xài 1.500.000, bà nội nấu cao thành 5 triệu, bà nội mà sao tới chịu, nó còn phạt mình. Ủa ở đâu ông lên bất tử rồi đã rồi mốt rồi xuống. Mày nhớ là cái nấu cao đâu phải là nấu, mày nấu là ví dụ như mày nấu đó là bao nhiêu tiếng hồ là nước nhất, bao nhiêu tiếng hồ nước nhì, bao nhiêu tiếng bà nó bứ nấu cao cao lại nó bứ kẹo vậy chứ bộ.
Ở không mà để con mang về quê rồi con nấu mà đến cái sông Gang đun. Đâu thử mày về ngoài mày nấu biết liền đó, mày bứt cái lá cà dầu mày rửa sạch rồi mày nấu mày biết liền. Ở ngoài Bắc người ta chuyên nghiệp nó nấu cao, tao hiểu hết đó. Dạ. Nhưng mà tao bán 100.000 rẻ, gặp tao bán tới 500. Ở ngoài tao nấu củi vậy nhà nước đang hết. Dạ. Ui, điện cái luôn á, điện cứ nấu hoài mấy quỷ cô. Điện mày thấy không? Tao nói thiệt luôn, nó không có điện mẹ đóng là nó cắt mày á. Dạ được rồi, được chú Ba ơi. Thôi kính thưa quý vị, hiện tại thì hũ giải độc gan thì hũ lớn ở 300g là 300.000 nha mọi người. Còn đâu hũ nhỏ 100g 100.000. Còn đại tràng thì 300.000 nha mọi người. Có gì nhắn cho Linh Nguyễn nha. Dạ. Là cái máy của người Trung Quốc á, họ có bí mật họ làm cái lốc ở trong máy đó, họ nấu ít thao hao điện. Còn mấy anh em mình nó tư nhân nó nấu vô cái điện nó nuốt cả mầm. Nó đâu có lời, lỗ. Nhưng mà nó hôi lắm. Nó hôi, còn để ở ngoài anh em người Bắc mà. Để người ta làm, để người ta kiếm phụ thu vô mua. Trời ơi, nó làm 100.000 với bộ được phê lắm. Bây giờ có cao thời dầu thấy không? Bữa hôm nó cao thời dầu giờ có rồi. Rồi nay mai có những cái cao khác nữa. Dạ. Từ cái cao Mỹ, cao gì không bằng cao thời dầu đâu. Khọt vô rồi quýt teo lên liền. Cú dạ. Ngái teo lên liền. Đó, khỏi luôn cái đầu con đinh gì nữa. Bây giờ dạ. Nó hay lắm. Chú bác, cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng cái đại tràng đâu cho con mượn đấy. Đấy. Tiện con quay cho mọi người xem luôn. Nói chung là kính thưa quý vị thì mấy cái thuốc bắc thì toa thuốc của chú Bá thì cũng chú có cái nguồn đấy, thực ra cũng dễ thôi, nhưng sợ nhất là mấy cái ngại nghệ, cái đó nó có thể khan hiếm. Mình thì giá bộ để xương khỉ chống độc chống nghệ trắng chơi chứ nó một rổ nè mà. Đúng rồi. Nó chỉ một phần rất nhỏ thôi. Nhưng mà rồi, thôi cái thành phần nó mình cho người ta biết công dạ. Dụng. Đây nhóm mọi người trong quyết chứng bệnh nè. Đó. Dù mà nói xương khỉ gừng đen nghệ chống độc nghệ sẻ vàng năm ông năm đồ liên kiều còn lâu quá nè, nó một đống này mà liên kiều vậy cậu á. Cứ sáu mươi mấy vị. Đó, đây một mớ đây nè. Coi cho người xem ha. Rồi công dẫn hỗ trợ những các chứng bệnh viêm đại tràng, viêm đường ruột, đại tiện ra phân sống, đau dạ dày, trào ngược dạ dày, HB đó. Hỗ trợ xương khớp nhưng mà gọi là viêm đa khớp dạng thấp. Đã. Chứ không phải là người kia đó, tay chân nó nhức mỏi đó. Những u bướu ở đây là những cái khối u đó. Chứ không phải là ung thư là gặp thầy cung một thùng cây, nó bị bại không. Tăng cường đề kháng, phòng ngừa các chứng bệnh, là giúp ăn ngon, ngủ ngon. Cải thiện sinh lý, ngủ quá sao làm ăn kheo kheo hết đường, ngủ hết đường rồi. Hỗ trợ tiểu đường, cái cách dùng uống một ngày 2 lần hoặc 3 lần cũng được. Sau khi ăn 8 viên 7 viên 8 viên 10 viên gì cũng được, nhưng mà lưu ý thuốc này tùy theo cơ địa. Nếu cảm nhận khi uống thuốc vào cơ thể quá nóng và buồn ngủ dạ. Đúng không, thì gia giảm lượng thuốc lại, bị buồn ngủ uống chi nhiều. Chơi nữa ba cái nhức lưng thì chơi lại 2 cái, cái vụ đó không biết thì sẽ chơi. Có thêm bớt lại là sáng 6 viên, chiều 6 viên, tối 6 viên. Nhưng mà cảm thấy mà đêm mình ngủ ngon thì mình uống 10 viên cũng được, nhưng mà chú quá cho chừng chừng thôi. Nhưng khó đi ỉa là đại tiện, cái gọi là đi ngoài, ở ngoài Bắc gọi đi ngoài đi cầu, uống vô là đến nghĩa nghệ mà sao được, nhưng mà ăn ngon vậy luôn. Đúng rồi chú Bá, để con cắt lời cho mọi người hiểu nha. Thực ra ở trong ấy có thành phần nó có thuốc bắc này và có nghệ, có ngải nên là nó bị nóng trong người. Đúng nhưng rồi. Mà cũng không phải 100% là anh chị em là khó đi cầu đâu. Có nhiều người bụng nhạy dễ đi cầu lắm. Thế nên không cần thiết phải uống giải độc gan, nhưng mà chúng ta cứ uống cái thảo dược đại tràng, còn đâu khi nào mà bị táo bón thì mới dùng 5 đến 30 viên giải độc gan để cân bằng thôi. Có đại dạng thì dò dạ. Mấy này chỉ ta thêm chỉ phun dạ. Có đang uống ta thêm. Dạ. Cái đó là giúp người ta chữ phun cơ đan, biết không, biết viết chữ phun cơ đan không? Đó, nhưng còn... cái loại đó nè viết dạ. Vô dạ. Trên Thúy Nga nó bán đầy đấy, không có bậy, thằng Thúy Nga mua sao nổi, 7 triệu sao mua nổi. À, nhưng mà nó là cùng Mỹ đấy, cái đó của thằng Mỹ dạ. Nó không tốt, nó đúng là chữ phun cơ đan nè dạ. Nó tên nó thiệt nó vậy nè, thấy chưa nè dạ. Nè đó, nhưng chữ phun cơ đan bỏ này đi rồi, nhưng cái hộp xanh này nó bữa tốt. Mình biết bị khó u trọng, mình phối hợp ngày 4 viên, sáng 2 viên, chỉ người ta. Không phải thuốc mình hay đâu, trời ơi, người ta còn giỏi hơn mình. Cái này nó là tảo của bên Nhật. Thì kiếm cái cơ sở nào cứ hiệu thuốc to mà tìm. Không mà có chắc... Không, vậy hả? Nãy giờ tao nói mày sao mày khùng á. Nãy giờ mày điên á.
cái này là chỉ một lò của người ta là bán chuyên nghiệp cái này thôi, là tìm ra cái số điện thoại mà người ta xách tay á, của hàng không ở bên Nhật về á. Chú bác cũng có số điện thoại, nãy giờ nó hoài mà không nghe hả? Dạ. Nó chỉ một loại này nhưng mà nó tới 10 loại, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 5 triệu, 3 triệu, 2 triệu. Nhưng cái này bây giờ hiện nay có 1 triệu 3 thôi. Dạ. Nhưng cái loại này nó vừa còn uống mấy loại mà người ta thấy người ta giàu, nó uống 5 triệu vô xỉu liền. Ừ. Chú bác từng cho uống mà, chị biết cổ chú bác biết mà. Ta chỉ này tôi uống lấy đi, hổ hoài cái này không biết, tìm lớn sao biết. Cái này phải biết cái người nào tới, người ta xách tay ở bên Nhật về, chứ không phải là ta chuyên nghiệp chúng ta mũ đâu có, cái tay nào mà có. Unkodan, chữ Unkodan nói người ta để mà cái khối u đại tràng á, sau khi vô xạ trị rồi cũng phải uống nó, phải tìm ra xem. Chú bá từ không phải là quảng cáo mà chú chỉ cho những người ông anh chú bá hết nhiều rồi. Rồi có người thấy rẻ quá cái mua cái thứ lợi 4-5 triệu xỉu luôn, có bịch nước uống luôn xỉu. Còn của ở bên Mỹ mà con mạng nó bán 5-7 triệu nhưng mà chưa chắc vô cơ thể được, nó giật nó mạnh quá. Dạ. Tiền thế mê, cái này 180 viên, loại màu xanh thế này nè, chụp hình mà giao người ta chữ phun coi con anh nhớ không nội, tôi chỉ có số điện thoại của công an nè. Số công an, tại vì anh công an ảnh sợ bị lừa, ảnh là đẩy với công an, con ảnh là kiếm tá, dắt vô nhà người này cô bán thuốc giả tôi là không được đâu nha mày, tại mày không hiểu được cái chỗ này đâu. Dạ. Cái sắp tay cũng có chứ, còn mày đưa kìa, nó lấy thuốc Việt Nam nó trộn vô không nổi. Bây giờ tao nói hoài không hiểu mày. Rồi con cảm ơn chú bá nha. Đây nè, bây giờ Thành nó có gì đưa mình mà mày liên hệ nói là bên anh Thành công an anh mua bên này á, cái của cái hàng không Việt Nam nè. Dạ. Chỉ cho người ta nó có số nè. Chú đừng đọc số này nhá, bởi vì sao đọc có lộ thông tin cá nhân người ta trên YouTube người ta xóa. mình chụp hình, mày có quyền chụp hình lại. Dạ. Mình có về mình giới thiệu cho em không biết mua đâu. Nói là tôi bên chú Thành là công an, là rồi người ta thập tử nhất sinh, con là công an thiếu tá, ảnh là công an về hưu. Ảnh nói tới tôi bệnh cô đừng có lường gạt tôi nha. Dạ. Nó chơi nên hôm qua tao qua ra anh Thành nó xin nè. Tới thiệt mày bà mày khối u đại tràng tao chỉ người ta hết biết cái gì, bị vô hai to thuốc rồi đó nha. Rồi còn ngoài kia ra khính tướng di căn mẹ rồi để chàng nó dễ chữa nội. Dạ con cảm ơn chú bác nha, tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha. Bây giờ thì cũng muộn rồi, Lê Nguyễn xin phép chào cô chú Lê Nguyễn về nhà nha mọi người. Yêu thích kênh của Lê Nguyễn đăng ký kênh dọc đường gió bụi TV để theo dõi những clip tiếp theo nha mọi người. Riêng biệt của anh ta. Rồi này nó nằm cái thế hệ riêng của dạ. Này được sách tay ở Mỹ nó nhiều, ở Mỹ cũng tốt, có thằng Việt tốt, thằng Việt có hay. Dạ. Rồi con về chú bá nha. Anh là người Nhật, anh qua anh học ở bên Úc, anh học 10 năm ở bển, sau anh về anh mới nhìn được cái tảo, tức là cái tảo ra biển nó có tảo sạch rồi anh mới chế ra được cái này. Dạ. Nên thử nó nhiều loại lắm nhưng mà không phải mình có tiền mình uống được đâu. Mà có tiền uống chưa chắc đã hợp ha. Chú chỉ vào kia, chú chữa cái hạt lao của chỉ nè. Chú xuống vậy chú chỉ vào cái người ta có, người ta giàu, người ta tưởng nó có tiền nó mua. Chú lộ 5 triệu uống vô giặt đi. Ủa làm tao không dám uống luôn, không phải chờ tao uống luôn. Hiểu không? Nó lộ trung bình thôi, nhưng mà cũng đi cái hộp xanh màu này 180 viên.